Thưa quý vị, dịp Tết năm nay, các điểm tham quan du lịch ở Quảng Ngãi đã mở cửa đón khách trở lại và đáp ứng các tiêu chí phòng chống dịch. Và staycation, cách chơi chữ giữa stay là tại chỗ và vacation là kỳ nghỉ, là xu hướng mới được cộng đồng yêu thích xê dịch lựa chọn. Để đảm bảo an toàn mà vẫn thỏa mãn được đam mê, không cần đi xa, bạn vẫn có thể thư giãn, tận hưởng những chuyến đi hấp dẫn với nhiều trải nghiệm khác lạ và dịch vụ mới mẻ tại Quảng Ngãi. Đầu tiên, chúng tôi giới thiệu khu du lịch sinh thái Suối Chí, điểm đến hấp dẫn để hòa mình vào thiên nhiên ở huyện Nghĩa Hành. Cách trung tâm thành phố Quảng Ngãi khoảng 35 km, khu du lịch sinh thái Suối Chí nằm ở xã Hành Tiến Đông, huyện Nghĩa Hành. Một không gian xanh mát, bạt ngàn, trải dài với khu rừng nguyên sinh rộng lớn. Suối Chí có chiều dài khoảng 4 km, được mệnh danh là con suối không bao giờ khô cạn. Nằm giữa rừng đại ngàn bao la, được bao bọc bởi rừng cây và không khí xanh mát. Suối Chí tạo thành nhiều con thác lớn nhỏ khác nhau. Dưới chân suối là những tảng đá bằng, có vũng nước sâu như những hồ bơi mini thiên tạo. Du khách có thể đắm mình vào làn nước mát lạnh. Phía trên có những chòi lá để du khách ngồi nghỉ ngơi, ăn uống và thư giãn. Và có nhiều điểm nhấn để du khách check-in sống ảo. Với những bạn trẻ có thể tham gia nhiều trò chơi thú vị, sôi động trên mặt nước. Trò đạp vịt, trượt cáp, chèo thuyền, bơi thuyền kayak. Trẻ nhỏ sẽ được vui chơi ở công viên nước mini. Khu du lịch Suối Chí cũng có những món ăn đặc sản, trong đó phải kể đến cá tầm. Cá tầm được nuôi tại chỗ từ nguồn nước lạnh 17 độ C lấy từ Suối Chí. Du khách có thể chọn và yêu cầu chế biến để thưởng thức ngay bên bờ suối. Một địa điểm thú vị ở khu du lịch Suối Chí mới được đưa vào phục vụ du khách. 5 hectare vườn cây ăn trái với những loại trái cây đặc sản như với ổi ruột đỏ, dâu, xoài, vú sữa hoàng kim. Thật thú vị khi có thể tham quan và thưởng thức trái cây ngay tại vườn. Một điểm dã ngoại lý tưởng đầu xuân là địa chỉ vàng dành cho những ai muốn khám phá vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên. Thác Trắng Minh Long. Thác nằm lọt thỏm trong vùng núi Trường Sơn, trùng trùng điệp điệp ở xã Thanh An, cách trung tâm thành phố Quảng Ngãi chừng 23 km theo hướng Tây Nam. Thác Trắng được đánh giá là một trong những ngọn thác đẹp và hùng vĩ nhất ở Quảng Ngãi. Với chiều cao khoảng 40m, ngày đêm tuôn trào xuống hai hồ nước ở dưới. Xung quanh thác được bao bọc bởi một màu xanh của đồi núi chập trùng, tạo nên một khung cảnh hết sức nên thơ, trữ tình. Khu du lịch Thác Trắng được đầu tư, nâng cấp quy mô để phục vụ du khách trong dịp Tết Nguyên đán. Có gần 90 nhà chòi và sạp được bố trí ở ba khu vực gần thác, dọc suối, phía dưới cầu. Có những cầu treo bắc ngang để có thể qua bên kia suối. Nhiều hoa tươi và cây xanh đã tạo nên khung cảnh mùa xuân đầy sức sống. Du khách có thể thỏa thích ngâm mình trong dòng nước mát, chụp những bức ảnh check-in tuyệt vời, tổ chức cắm trại, picnic, tổ chức những trò chơi theo nhóm, đốt lửa trại và rất nhiều điều thú vị khác. Ở đây cũng có nhiều món đặc sản như ếch núi, cá niên, cá trình hay heo rừng. Tiếp tục khám phá điểm check-in đầy thú vị đầu xuân ở Quảng Ngãi. Nằm cách xa thành phố Quảng Ngãi 80 km, đường vào Đắk Rinh Lót ở xã Sơn Dung, huyện miền núi Sơn Tây cũng thực sự là một thử thách với dân phượt. Nhưng bù lại, trải nghiệm tại đây sẽ thực sự đáng giá. Đắk Rinh Lót, một ngôi nhà sàn bên bờ hồ Đắk Rinh, gần trục đường Trường Sơn Đông, nối liền hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum. Nơi đây không khí trong lành, dễ chịu. Cảnh quan còn nguyên sơ với nhiều hồ, suối, thác. Đắk Rinh Lót nằm trong địa bàn của người Ca Dông, một tộc người còn lưu trữ được nhiều bản sắc văn hóa truyền thống. Ở Đắk Rinh Lót, nơi mà sáng vươn mình dậy là bầu không khí trong trẻo, se lạnh của miền núi cao. Nhấm nháp tách cà phê hay tách trà nóng trong màn sương la đà. Chiều thong thả quạt mái chèo kayak trên lòng hồ mênh mông ngắm mặt trời lặn và những đàn chim sao xác về tổ. Một cảm giác như thái bình yên mà rất khó tìm thấy nơi phố thị. Có nhiều lựa chọn để nghỉ lại Đắk Rinh Lót, từ phòng nghỉ tập thể với giá bình dân đến bungalow cá nhân hoặc bungalow gia đình. Hoặc nếu thích, bạn có thể thuê lều để trải nghiệm ngủ giữa thiên nhiên. Đắk Rinh Lót cũng phục vụ ăn trưa tối theo yêu cầu, hoặc khách có thể tự chuẩn bị các món theo sở thích. Đến Đắk Rinh Lót để hòa mình vào thiên nhiên, sống chậm và sống dốc. Thêm một gợi ý hấp dẫn nữa trong hành trình du xuân đầu năm mới. Nói đến du lịch Quảng Ngãi, không thể bỏ qua Lý Sơn. Du lịch Lý Sơn đã đón khách trở lại
và một điểm đến mới mẻ, hấp dẫn trong dịp Tết này, đó là nhà trưng bày bộ xương cá ông. Sau hơn 2 tháng khẩn trương thi công tại di tích Lăng Tân thuộc thôn An Vĩnh, huyện Lý Sơn, nhà trưng bày bộ xương cá ông lớn nhất Việt Nam đã được hoàn thành. Hai bộ xương cá ông được phong tước Đồng Đình Đại Vương và Đức Ngư Nhị Vị Tôn Thần có niên đại từ khoảng 250 đến 300 năm tuổi đã được phục dựng thành công. Hai bộ xương cá ông lần lượt dài 22 m và 28 m, cao gần 4 m. Mỗi bộ có 50 đốt xương sống, đường kính đốt sống trên 40 cm. Mô phỏng với thế cá đang đẩy mình uống lượn bơi. Lâu nay các bộ xương này được người dân trên đất đảo Lý Sơn bảo quản và thờ cúng. Thờ cá voi là tập tục truyền thống của người dân đảo Lý Sơn và có vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của cư dân miền biển. Phục dựng lại hai bộ xương cá ông tại di tích Lăng Tân góp phần bảo tồn, gìn giữ văn hóa tín ngưỡng. Dự án phục dựng tổng đầu tư 14 tỷ đồng gồm cả xây nhà trưng bày đi vào hoạt động sẽ phục vụ nghiên cứu và là điểm đến thú vị của du khách trong dịp Tết Nhâm Dần năm 2022. Quảng Ngãi của chúng ta có rất nhiều điểm đến tham quan, du lịch hấp dẫn, an toàn và thú vị. Xin kính chúc quý vị có những ngày xuân vui vẻ, những hành trình xuân an toàn.